Khi xem một bộ phim, chúng ta thường hay si mê bởi những cảnh hôn lãng mạn đẹp như mơ của các mỹ nam mỹ nữ. Tuy nhiên, thử tưởng tượng, nếu một trong số những bạn diễn bị mắc chứng hôi miệng, thì nụ hôn đó thật sự sẽ gây ám ảnh nhiều cỡ nào. Mặc dù bề ngoài thì hào nhoáng bóng bẩy là thế, nhưng những cái tên sau đây lại gặp rào cản vì vấn đề răng miệng. 1. Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm là nữ diễn viên Hoa ngữ khá nổi tiếng, sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ. Cô từng thủ vai chính trong loạt phim đình đám như Bạch Xà Truyện, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thần Điêu Đại Hiệp. Xinh đẹp tài năng, nhưng Trương Tử Hàm lại không thể lên tầm sao hạng A. Nhiều người còn trêu đùa rằng nguyên do là bởi cô bị hôi miệng. Theo thông tin được tiết lộ, thời điểm đóng Bạch Xà Truyện, Tử Hàm có khá nhiều cảnh thân mật với Phan Việt Minh. Thế nhưng hai người gặp không ít khó khăn vì mùi hôi từ miệng của Tử Hàm. 2. Từ Hy Viên. Xinh đẹp tài năng và nổi tiếng qua các vai trò từ ca sĩ diễn viên MC, nhưng người đẹp Đài Loan lại là một người mắc chứng hôi miệng. Những tưởng được đóng chung với người đẹp là điều may mắn, nhưng vì nguyên nhân này mà nhiều bạn diễn nam đóng chung với Đài S đã phàn nàn về hơi thở khó chịu của cô. Điều bất ngờ là chồng cũ của Từ Hy Viên là Uông Tiểu Phi cũng bị phê phán là hôi miệng. Phải chăng căn bệnh này có thể lây hay vì họ có nhiều ưu nhược điểm chung nên đã nên duyên vợ chồng một thời gian dài như vậy? 3. Lương Hữu Nam. Nữ diễn viên truyền hình Đài Loan là Lương Hữu Nam, khi tham gia một hoạt động tuyên truyền về điều trị nha khoa, đã có những tiết lộ thú vị khiến người hâm mộ bất ngờ. Cô chia sẻ, vì đóng phim lâu ngày không chú ý tới khám bác sĩ nha khoa nên cô bị viêm lợi, dần dần hơi thở có mùi vô cùng khó chịu. Có lần khi đóng một cảnh phim, bạn diễn đã phải lùi lại khá xa vì hơi thở có mùi của Lương Hữu Nam, khiến cô khi ấy vô cùng xấu hổ. Nhớ lại kỷ niệm cũ, nữ diễn viên vui đùa rằng, chính vì hôi miệng mà 10 năm qua có chết tôi cũng không dám đóng cảnh hôn, chỉ sợ hại chết bạn diễn. 4. Lưu Diệt Phi. Thần tiên tỷ tỷ thực ra cũng chỉ là một người bình thường và cũng sẽ mắc phải những chứng bệnh như bao người. Lưu Diệt Phi luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất thần tiên, khiến danh xưng thần tiên tỷ tỷ gắn liền với cô dù đã gần 20 năm trôi qua. Tuy nhiên, chính bản thân Lưu Diệt Phi cũng không quá quan tâm đến hình tượng của mình. Điều này thể hiện qua việc cô ăn mặc khá qua loa khi không phải xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, bản thân cô cũng từng chia sẻ mình bị hôi miệng trên show truyền hình. Điều này thật sự khiến hình tượng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng không ít. Được biết, có một khoảng thời gian cô bị mắc chứng viêm lợi khá nặng. Đây cũng là nguyên nhân nụ cười hở răng của cô khá kém sắc và cô cũng hạn chế cười lớn. Với tính chất chân răng yếu, nên việc sử dụng đập đi xẻ lại bộ răng yếu điểm lớn nhất của thần tiên tỷ tỷ cũng là điều dễ dẫn đến hậu quả khó lường cho sức khỏe. 5. Lý Băng Băng. Lý Băng Băng là đại hoa đáng của làng giải trí Hoa ngữ từ rất nhiều năm nay. Dù có bao nhiêu lớp thế hệ sau mọc lên, thì nhan sắc của mỹ nữ họ Lý vẫn luôn là tượng đài khó thay đổi trong lòng người dân Trung Quốc. Nay dù đã ngoài 40, nhưng khuôn mặt và dáng người cô chẳng khác gì thời 30. Thậm chí cô còn có một người bạn trai kém mình tận 16 tuổi. Vậy mà chẳng ngờ được là nữ thần cũng sẽ mắc chứng bệnh của người phàm. Trong giới đều đồn rằng Lý Băng Băng mắc chứng hôi miệng, nhưng điều đáng nói là cô nàng lại không hề để ý mà cứ mặc kệ cho khoang miệng mình ngày càng nặng mùi hơn. Thực tế, mắc bệnh về răng miệng không quá xa lạ với nhiều người và cũng chẳng ai muốn bản thân bị mắc căn bệnh mất mặt này. Tuy nhiên, tùy vào thể chất và cơ địa của mỗi người mà căn bệnh này rất khó trị tận gốc. Dù là người nổi tiếng, là ngôi sao thì họ cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên vấn đề răng miệng dẫu gây ảnh hưởng đến tâm lý bạn diễn thì ngôi sao bị hôi miệng vẫn cần được tôn trọng và thông cảm.